You do. Enjoy. I just think as long as people keep their heads up, Harry, instead of...
Oh sorry anh em, sorry anh em. SL thông báo là 1:20 trận này bắt đầu. Mình quên không để ý mất. Mình vừa ra mình ngồi uống được cốc nước. Anh em thông cảm. Thời điểm hiện tại là 3-0 bên phía ở Team Faker Clan. Lịch của mình là báo 1:20. Đậu má. Lịch cát lộ là 1:20. Mình còn ngồi cách cái mic này chỉ có 4 mét thôi. Mình đang ngồi ngoài uống nước. Quay trở lại với trận đấu thì bây giờ bên phía ở Team Faker Clan họ là bắn TSI, họ di chuyển bóng sang B khá nhanh. Cũng như dự đoán ban đầu rồi, đó là Faker Clan ăn map này dễ dàng thôi bởi vì là có Karrigan, một trong những captain cũ của Archalid, và đó là map gần như là map tủ ngày trước của Archalid. Ở bây giờ thì 4-0 cho bên phía Team Faker Clan khá dễ dàng, gần như là không có cơ hội phòng thủ ở bên phía Team Not. Áo mặc mùa hè còn nóng không tùng không bạn ơi. Cái điều và mưa xong đi cô học cho mình được mạng Kazubai rồi. Không ngủ nhá, hôm nay mình ngủ đủ luôn rồi. Không bao giờ chuyện bây giờ mình buồn ngủ luôn. Mình tỉnh lắm. Không ngủ nghe đâu. Anh em thấy nếu mình buồn ngủ thì mình sẽ có dấu hiệu. Đấy là mình sẽ cát mệt. Giọng mình sẽ gần như là mất tiếng. Rồi sau đó mình sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. hôn mê, người ta là hôn mê. Là gọi là chớp mắt hơi lâu. Nói chung áo này thì mặc tầm này là mát. Vào mùa đông thì mình mặc khoác, ăn thêm áo khoác là hợp. Vâng, round thứ 5 trận đấu bên thời điểm hiện tại là 4-0 và bên phía của Team Finland vẫn lên một ngắm vị trí Guardian. Karrigan có vẻ sẽ là người lấy thông tin như scout cho bên phía Team Finland. Vừa xong đó một tình huống Ren nhá bắn vỡ mồm của Matt ở vị trí tầm xa. Trong khi đó thì vô. Ôi. Damson, bro. Somebody stop Ren please. Vâng, vừa xong Ren có một tình huống nhá ra bắn vỡ mồm của Kazabai luôn, khi mà Ren cũng có một tình huống nhá ở khu mid đồ và bắn vỡ mồm luôn vị trí mét. Đây, mặt ông đâu cho kiểm tra xem buồn ngủ không ạ? Đợi hết round này tôi cho kiểm tra luôn xem buồn ngủ không nhá. Trong khi đó thì Van Der là người vâng vậy là tình huống rất bê khá nhanh. Vừa xong thì Karrigan tưởng chừng hốt Eco thì có vẻ thì Karrigan bị Eco hốt rồi. Một lần nữa cái tên Nico ở trong những round đầu Eco. Vậy là Nico lại có cho mình được double kill. Matt vẫn chỉ còn 10 máu trong tình huống cầm ngắm di chuyển ra hục long A thôi. Trong đó sau lưng Matt là Rain. Bây giờ xem Rain sẽ làm gì. Úi dồi, một táp đến vị trí của Rain và 5-0 cho bên phía thì Faker Clan. Một trận đấu quá dễ dàng. Các bạn thấy Nico di chuyển bóng sai B. Đây, không có một cú lao mặt. Anh em nhìn thấy không, mặt tỉnh không? Mặt mình buồn ngủ không? Không đâu. Ôi, bây giờ quay trở lại với map thi đấu thôi. Đã có một smoke được ném ra short ở trong vị trí connector, vẫn là Nico là người quản lý. Và Nico bị Wobang sẵn sàng trả đũa lại luôn. Vẫn đang là hai người bắn nhau, Wobang, Nico là người bất lợi hơn khi Nico kéo máu còn 28 máu rồi. Trong cái đó Matt đã đổi cho mình được mạng Guardian rồi. Không phải mắt sưng đâu, bọng mắt mình to đấy. Bọng mắt mình trước giờ nó vẫn to đấy. Thời điểm hiện tại là 4v5 và tham có 1 phút. Có vẻ như bên phía Team Faker Clan họ đang muốn đánh về khu vực B thì phải, khi mà có tới 2 người đang giữ ở vị trí shot B. Long B thì không có người, sẽ có một smoke bù ra ở vị trí Van Der. Họ có vẻ như họ đang bắn 2B và 3A. Liệu đây là tình huống bắt bài hay không? Vậy là Faker Clan đang di chuyển lại liên khu vực A rồi. Bây giờ thì Kazabai cùng MSL sẽ làm gì đây?
Có vẻ như Carrigan đang ép lên và Carrigan ngay tức bị MSL bắn đúng một turn thôi và Carrigan nằm xuống. Tiếp theo là double kill vị trí MSL. Ren là người nằm xuống, Nico chỉ đổi một mạng thôi. Nico mà còn 28 máu, cơ nào trên Nico này. IG nhá ra là phát hiện vị trí của Nico. Bây giờ Nico có lẽ đang muốn save và time chỉ còn 10 giây thôi. Nico phải chạy thật nhanh nếu mà không muốn một trường hợp hết. Vâng, vậy là Vande là người chặn đường rút lui của Nico hoàn hảo, kết thúc cho mình mạng Nico. 1-5 cho bên phía Team Dot, round thắng đầu tiên. Round thắng đầu tiên và chúng ta nhìn lại tình huống mà MSL có được hai mạng. Di chuyển khá là hợp lý vị trí MSL. Vừa xong thì vị trí Kazabai ở MSL đã có cho mình được một mạng rồi. Phải là bên phía Tiffany Glenn họ lại mất người được khá sớm. Exit đổi cho mình được mạng Kazabai và đó là 4v3. Liệu MSL một lần nữa muốn di chuyển sau smoke hay không đây? Ngay lập tức Exit có một tình huống tạm bình hoàn hảo. Exit đi sau smoke ngay sau vị trí MSL. Double kill cho Exit 2v3. Còn Guardian cùng với đó là mạng, cùng với đó là Exit. Chúng ta chờ xem hai thanh niên này sẽ làm nên trò chống gì đây. Guardian đang di chuyển vào khu bom xe A nhưng liên tục bật tâm. Có lẽ Guardian lộ vị trí rồi. Trong khi đó thì ở trong khu bom xe A thì hiện tại là IG Vande cùng với đó là IG Exit sẽ di chuyển ra vị trí nhà, vị trí toilet. Chúng ta chờ xem liệu Exit sẽ làm gì khi mà Guardian gần như đang không có góc bắn. Việc mà Guardian lắc ra quick được cho mình mà IG nó gần như là điều cực kỳ khó khăn. Trong khi đó thì Exit, chúng ta chờ xem Exit đang check. Và Exit lộ vị trí, Exit có mình được triple kill. Guardian di chuyển bóng ra. Vâng, Guardian đéo check luôn. Vâng các bạn thấy Guardian, ui Guardian đéo check thật luôn. Và đó là quả C4 chí vèo. IG phát hiện vị trí Guardian nhưng C4 đặt thành công. Đồng đội đứng toilet là đi đặt quả C4 chí vèo. Ôi ôi, đi cứ mẹ vãi luôn. Ôi vãi luôn, đi cứ mẹ vãi luôn. Đi cứ mẹ quả C4. Vừa xong nó một tình huống em lừa hoàn hảo. Exit có mình được mạng mét nhưng IG là người còn sống, không có cơ hội vị trí của Exit. Gỡ bom thành công cho bên phía Not và tỷ số là 2-5 cho Not. Ôi đi con mẹ vãi luôn. Oh my lord. Đồng đội đứng toilet lại đi đặt cỏ C4 City. Trời đất ơi, đậu quả đấy đã có người bắn ở vị trí giặt, chuyển giặt lên cái toilet một tí là clear luôn trong ô tô mà. Tại sao Guardian không check ta? Ông Guardian này bắn phập phùng vãi trưởng à. Bây giờ lại một tình huống rất connector và Guardian là người nằm xuống đầu tiên. MSL có double kill, Kazabai ép xuống, Kazabai hào chúng mình được mạng exit rồi. Tình huống giờ đang 2v5, kê middle lại. Ôi, mét vẩy hoàn hảo hạo cho mình được mạng range ở khu middle. Chúng ta 1v5 rồi với Carrigan, còn mỗi cổ dây rách 75 thôi và MSL không có một sai lầm hạ cho mình được mạng Carrigan. Các bạn thấy là 5-3 bên phía thì Faker Land. Quả C4 đấy nó là đặc sản của các bạn. Quả C4 đấy là đặc sản của anh Chí Phèo, các bạn hiểu không? Đấy là quả C4 Chí Phèo. Bây giờ gần như là CSGO Việt Nam ai gọi quả đó quả C4 Chí Phèo cả. Bây giờ bạn chỉ cần nói là quả đặt C4 Chí Phèo là ai cũng hiểu. Nếu mà những người mà tầm ghe nó vùng trở lên là ai cũng hiểu hết. Trong khi đó thì vị trí của Vande đang bắn trong bóng xe B và Exit thì sẽ là người bắn backup cũng như là người biter cho bên phía team Faze, Faker Land. Gọi pha re các bạn ấy chửi mệt lắm. À đâu, chứ chửi khổ thân mình lắm. Mình suy nghĩ nhiều nên đâm ra mệt đấy. Đấy. Bây giờ thì sao đây? Guardian đang di chuyển ra vực Assault. Và nhìn qua đội hình các bạn thấy bên phía team Dot họ cũng liên tục đảo đội hình ở trong map thi đấu và pass. Có vẻ như họ đã có sự chuẩn bị trước rồi. Bây giờ thì lại một lần nữa thì Matt là người giành chiến thắng trong cuộc đấu sniper. Bây giờ thì Matt đã vẫn đang kê lại ông middle.
Các thành viên bên phía Team Faker vừa xong thì Carnegie ăn nguyên một viên off ở chân. Còn 2 máu thôi, vị trí Carnegie trừ 88 rồi. Bây giờ chúng ta chờ xem liệu các thành viên của bên phía Not có đổi được mạng hay không. Đây, đang 4v5, lợi thế đang nghiêng về cho Not khá nhiều ở trong round đấu này. 4v5, Carnegie yếu máu mà bây giờ thì Matt đã nằm xuống 7 Carnegie. Vâng, các bạn thấy không cần Guardian luôn, chỉ cần Carnegie cũng đổi được Opper chính bên phía Team Not. Smoke được ném vào hook banh, trong khi đó thì Kazabai vẫn đang ở vị trí long A. Ngay lập tức đó một tình huống pre-fire hoàn hảo ở vị trí Rain, nhưng Rain lại không nghi có người sau Smoke. Ở một tình huống pre-fire hoàn hảo nhưng đọc vị trí thì hơi sai lầm vị trí Rain. Bây giờ là 2v4 di chuyển tiếp theo, và ngay bây giờ thì cô bị móc ngược lại bởi Van Der rồi. Thì bây giờ là 1v4 và no hope cho vị trí Carnegie. Vâng, Carnegie trừ 88 rồi, trừ 98 rồi, vẫn có duy được 2 mạng. 1v3 và tham còn 9 giây, bây giờ Carnegie sẽ móc ngược lại. Chúng ta chờ xem Carnegie sẽ làm gì khi mà ở bên cánh phải Carnegie là Kazabai. Có vẻ như ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Bây giờ một viên và Kazabai hại cho mình được mạng. Carnegie 4-5 cho bên phía Team Not. Một cú tạt cả. Đâu mà 98 với 88 nó khác nhau số 9 thôi, hơn nhau có một đơn vị làm gì khác. Tí toàn người ta phải nhầm. Anh em mình mà mình tính tiền game lại hơi bị chuẩn luôn. Mình tính tiền game gần như là hoàn hảo luôn. Bây giờ thì có vẻ như đã không được cộng tiền đến vị trí Carnegie rồi. Và Carnegie còn có 200 tiền, cùng với đó là khẩu cờ lốc thôi. Lửa ném vào long A, cùng với đó là quả nết, đỡ Rain cùng Carnegie đều yếu máu và còn 39 máu. Nhưng đó tình huống Matt bị bắn một viên cờ lốc vào mồm. 27 máu vị trí Matt, Matt ngay tức di chuyển về khu vực xe tải. Bây giờ Matt sẽ làm gì? Ơ thì 98 với 88 với 9 trừ 8 cũng bằng 1 à? Quá đáng không ạ? Bây giờ thì ở trong cung bóng xe A, Matt có double kill, IG cùng với đó là Van Đe, mỗi người có mình được 2 mạng. Vâng, IG có 1 mạng. 5 đều cho bên phía ở Team Not. Và chúng ta nhìn qua có thể thấy là bây giờ trận này thì Nico vẫn đang gánh kèo. Trong khi đó thì Guardian thì được dồn hết sức mạnh ở trong trận đấu trước rồi. Và đến game đấu thứ 2 thì có vẻ như Guardian hết mana. Ok, một đơn vị. Một tình huống mà Matt đẩy ra cũng sót khá sớm mà đổi cho mình được mạng của Exit. Bạn thấy bên phía Team Not họ bắn CSI ở map này không khác gì bên phía Vakeland bắn CSI ở map thi đấu trên. Liên tục đẩy các vị trí Kazabai cây connector, một tình huống nhá tốt đến vị trí của Nico. Bây giờ thì Nico lộ vị trí, Nico có mình được mạng Kazabai. Smoke pop ra và Matt một tình huống bắn xuyên ở khu bom xe B sang. Vâng, các bạn thấy bây giờ thì Carnegie có nằm xuống bởi IG. Vâng, IG chỉ việc tap vào trong đó, Carnegie sấy. Bây giờ đang là 2v4, còn Guardian cùng với đó là Rain. Chúng ta chờ xem hai player này sẽ làm gì. MSL đang kê sau cửa, và cái việc mở cửa ra thì chắc chắn nó sẽ mở vào trong. Vẫn đang check lại trong khu connector, và tham còn 1 phút. Round thứ 11 của trận đấu, Matt vẫn đang cầm cho mình khẩu ngắm. Và tôi không hiểu lý do gì mà tại sao Matt có thể bắn đục từ bóng B vào trong con nick chết được luôn người. Xem hai player này sẽ làm gì đây. Rain sẽ là người tank trước cho vị trí của Guardian. Hay bây giờ chúng ta chuyển sang cắt Việt hóa 100%. Vâng, bây giờ cũng nửa đêm rồi. Và giúp cho anh em tỉnh ngủ thì mình cắt Việt hóa 100%. MSL đang kê khu vực nối. Bây giờ thì di chuyển trong khu vực bóng sai B, đó chính là vị trí của mưa cùng với đó hộ vệ. Sẽ có một smoke được ném vào trong khu vực bóng sai B, trong khu vực đặt bom B. Có một lửa nữa. Matt sẽ làm gì đây? Cùng với đó là IG. Lửa ném vào đang là tình huống spam đến từ vị trí của Van Der, và double hai mạng đến từ vị trí của IG rồi. 6-5 cho bên phía của Team Not. Khởi đầu trận đấu là 5-0, nhưng sau đó thì bây giờ 6-5 khá là bất ngờ. Tôi không nghĩ là bên phía ở Team nó họ bắn map overpass lại hay như vậy. Đã có tactical power cho bên phía Team Fakeland rồi.
Ok. Ok, Việt Báo 100% nhá. Và team Phương Bắc. Team Phương Bắc với phá xé là EZS Park ở dễ với lồn. Phá xé các bạn biết ngược lại là EZS Park không? Biết ngược là dễ với lồn. Phá xé Việt Hóa là dễ với lồn đây. Đọc ngược lại. Phá xé các bạn viết ngược lại thành EZ AF EZS Park. Đấy. Ôi, bây giờ thì MSL sẽ đẩy ra vị trí đường giữa. Và đã có một quả bom choáng được ném ra các thành viên bên phía của team dễ vãi lồn. Bây giờ thì Kazabai sẽ là người di chuyển đường dài khu vực ở A. Vừa xong thì vị trí của Matt đã đổi cho mình được mưa rồi. MSL có cho mình được hai mạng, đó là mạng của hộ vệ cùng đó là Karigan. Nico sẽ di chuyển đến vị trí đường giữa. C quả bom đang rơi ở khu vực đường giữa. Có vẻ như các thành viên của Phương Bắc ngay lập tức họ khi mà họ đẩy lên họ pick người, họ di chuyển bom B rất nhanh. Ngay bây giờ thì Exit có cho mình được mạng của IG ở khu vực đặt bom B 2v4. Và thời gian bây giờ chỉ còn 1 phút 10 giây thôi. Bom bờ, ok. Mìn bờ. Đậu má. Các ông đừng quá đáng. Bom B bây giờ lại còn mìn bờ. Bờ với B, tiếng Việt vẫn có B. Tiếng Việt vẫn có chữ B mà. Sẽ là quả bom khói ném vào khu vực đặt bom A đến từ Nico. Trong khi đó thì Matt vẫn đang cầm cho mình khẩu AWM kê lại vị trí đường dài A. Ngay lập tức thì Exit có cho mình được mạng MSL ở khu vực xe tải. Bên phía của team Fakeland vẫn đang là 2v3. Nhưng ở sau lưng đang có một người móc là Van Der. Bây giờ Van Der sẽ làm gì đây? Đường dương ngắn mét đổi cho mình được một mạng. Van Der móc được Nico thành công ở khu vực đường dương ngắn. Và đó là 7 năm cho bên phía của team Bắc. Đấy, bây giờ chúng ta xem lại tình huống highlight khi mà MSL có cho mình hai mạng của hộ vệ cùng với đó là Karigan. Round thứ 13 trận đấu đang là 7 năm cho bên phía ở Phương Bắc. Cũng có lửa ném ra vị trí khu vực đường ngắn B rồi. Matt vẫn đang là người kê khu vực đường ngắn A và ngay tức Matt tình huống vẩy khẩu ngắm hạo cho mình được mạng của mưa. Và Kazabai đổi cho mình được mạng Karigan. IG là kết thúc exit. Tôi không hiểu tại sao từ đầu tới giờ bắt đầu round thứ 7, thứ 8 bên phía team Fakeland, bên phía của team dễ vãi lồn liên tục bị các thành viên của Phương Bắc họ pick người. Ngay bây giờ lại là một lần nữa để mét hạo cho mình được mạng Nico ở vị trí đường giữa. Kazabai cũng kết thúc cho mình được mạng hộ vệ ở khu vực đường giữa với một tình huống bắn vào mồm, một pha bắn vào mồm, và đó là 8 năm cho bên phía ở team Bắc. Round thứ 14 trận đấu, tại sao bên đa phần một round chỉ 40 giây thôi, 35 giây đến 40 giây. Tôi nghĩ sắp tới nếu mà SL muốn phối hợp làm một giải đấu cùng với 500 anh em Studio thì bọn mình sẽ làm một cái giải đấu mà chỉ có 45 giây. Nếu mà có những trận nào có Fakeland, à có đội dễ vãi lồn cùng với Phương Bắc thì mình nghĩ là chỉ cần 45 giây thôi. Khi mà đội Phương Bắc họ liên tục đẩy bắn đẩy như này, hộ vệ bây giờ chỉ còn 56 máu ở khu bom xe B thì phải. Nhìn qua đội hình một chút thì các bạn có thể thấy bên phía của team Phương Bắc họ đang trấn thủ tới 3 người ở vị trí bom B. Mưa thì đang kê vị trí đường dài A. Bây giờ Mưa sẽ làm gì đây khi mà Mưa đang giữ ở trong khu công viên? Trong khi đó Nico đang di chuyển ra vị trí nối, đang bắt đầu lên A rồi. Ok, vậy là hiệp nhá, chúng ta gọi là hiệp. Ở game đấu đầu tiên thì bên phía của team dễ vãi lồn họ có một chiến thắng dễ dàng trước Phương Bắc. Bây giờ sẽ là một round đấu setup bài khu vực, sẽ một round đấu dàn xếp bài ở khu vực bom xay, ở khu bom đặt bom B của các thành viên bên phía của team dễ vãi lồn. Lửa ném vào vị trí thùng hóa chất. Bây giờ thì Mưa có mình một mạng nhưng MSL đổi cho mình mạng hộ vệ. Karigan đổi mình mạng MSL nhưng IG có double kill với mạng Karigan và Nico. Thì ngũ bây giờ đang 1v3. Mưa sẽ làm gì đây? Có vẻ Mưa bài tờ của bom xay, Mưa chỉ có một mạng thôi. Vâng, Mưa đang bắt đầu di chuyển vào khu đặt bom B rồi. Mưa có trên một tình huống bắn vào mồm vị trí IG. Chúng ta đang 1v2. Và tiếp tục vẫn đang là Mưa. Mưa đang ngoáy và ngay lập tức thì Mưa đã nằm xuống bởi Van Der. Và đó là 9 năm cho bên phía team Phương Bắc.
Bây giờ thì sau khi mà 15 hiệp đấu thì bên phía team Phương Bắc họ đã có mình tới 9 hiệp. Rao ở hiệp thi đấu cuối, vòng đấu cuối cùng, đúng không? Rao phải là vòng đấu cuối cùng, đấy. Là vòng đấu cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Nó là chuẩn bài, nó là đẳng, đúng không? Mình sẽ việt hóa hết cái game này. Sắp tới mình sẽ việt hóa hết, mình sẽ viết bộ việt hóa. Đã có lửa ném vào vị trí thùng hóa chất và em gái mưa là người hạ gục cho mình mà IG. Nhưng trong khi đó thì hai thành viên còn lại đã đều nằm xuống. Đập bổ hai mạng đến vị trí van đè một tiếng bắn vào mồm exit. 10 năm cho bên phía team Not. Có vẻ như trận đấu này thì pha đội dễ vỡ lồn thì hơi nhạt nhòa, trận đấu khá là nhạt. Rất ít những tình huống mà dàn xếp khu vực đặt bom A cũng như khu vực đặt bom B, mà đa phần chỉ là những tình huống mà một đấu với một ở trên các tình huống đổi mạng thôi. Như các bạn có thể thấy là bên phía của team dễ vỡ lồn họ di chuyển vào bom B, mình cảm giác là bất hợp lý nhiều cái quá, hoặc là họ đang bị bắt bài bởi các thành viên của đội Phương Bắc. Tồn tại à? À, exit là tồn tại, ok. Tồn tại được. Nhìn các ông dịch chuẩn đây. Đã việt hóa thì nó phải việt hóa chuẩn tí nhá. Sắp tới nếu mà mình xem ở đâu có bán loại thuốc nào mà tăng EQ nó cao lên tí, mình sẽ mua mình uống. Sau đó trong một tương lai không xa mình sẽ làm một bản việt hóa ở CSGO. Tương lai không xa thì chắc là xa thì là 100 năm, không xa chắc 20 năm. Anh em cố chờ nhá, anh em cố chờ nhá. Bảo vệ nghe nó quê, gọi là hộ vệ cho nó sang chảnh tí. Cầu vượt. Bây giờ một tình huống đánh nhanh cục bom B các thành viên bên phía của team Phương Bắc. Và bây giờ thì đắp hai mạng đến vị trí của IG rồi. Van Đè đổi cho mình mạng Gardigan, di chuyển về từ đường ngắn bom B là vị trí của hộ vệ. Về hộ vệ, vâng, hộ vệ bắn lôi rất nhiều, hộ vệ đã nằm xuống 7m. Một vết năm hay là map thi đấu thứ hai tôi đang nhìn thấy là dễ vãi lộn đã bị hiếp dâm. Bây giờ thì mưa sẽ làm gì đây? Mưa vẫn đang nhá ra, mưa bắn yếu được mét, nhưng mưa cũng đã bị nằm xuống bởi Van Đè. Van Đè tình huống bắn vào mồm mình chịu mưa. 11 năm cho bên phía của team Phương Bắc rồi. 17 vòng đấu và Phương Bắc họ có cho mình được 11 vòng đấu chiến thắng. Trong khi đó thì dễ vãi lồn đang hơi thọt khi mà vị trí của hộ vệ có mình 45. Hộ vệ thì như này cũng đúng thôi, bởi vì hộ vệ cũng nên chết thay. 15 lần chết. Thực sự mà nói thì từ đầu giờ đều là những cái round đấu 30 giây. Không khó để các bạn có thể nhận thấy là dù phá ré họ bắn chậm lại như thế nào thì chăng nữa thì vấn đề pick, và chúng ta đã nhìn thấy là thời điểm hiện tại là các bạn bet thì sẽ là 1-6. Thời điểm hiện tại bet trên Betway sẽ 1-6 ở thời điểm bây giờ nhé, là bet. Nếu bet cho Fake Land sẽ là 1-6. Chúng ta chờ xem Fake Land liệu có tình huống lật kèo không đây. Thôi quay trở lại cát bình thường, nên cát bằng tiếng Việt nhiều lúc phải nghĩ là hay bị phấp lắm anh em. Như thế từ nãy giờ khi mình cát tiếng Việt cái anh em chạy hết rồi. Nó sẽ có một quả smoke ném vào vực Long A. Bây giờ Karigan kê sau smoke, nhưng mà Karigan chỉ có một khẩu CZ-15. Ngay lập tức Karigan bắn lôi cái bạn đấy. Dù mình đã nói rồi nhảy qua smoke, nhưng các bạn thấy không, não to bao nhiêu đi gặp một thằng tay to thì bạn phải chết. Nên cái bí quyết để chơi game CSGO này là các bạn phải tay to, não bỏ qua đi, não dùng sau. Đấy. Thì bây giờ là 3 bên. Ú số ơi, thấy không? Thấy không? Ấy, dùng não làm gì? Thằng này nó dùng FP bắn đúng một viên là mồm rồi. 2 bên 5 và đó là 12 năm cho bên phía Team Not. Game là dễ. Game nó sinh ra ấy, để mục đích là người game hiểu CSGO sinh ra ấy, để mục đích là người ta chơi bằng tay. Đấy, chơi bằng tay bằng mắt. Còn chơi bằng đầu là chơi cờ vua, chơi cờ tướng. Game này mà dùng đầu nhiều không đem lại ích lợi gì hết, hiểu không? Man City với cả Liverpool thì dĩ nhiên là Man City bạn ơi. Nhưng mà nhắc lại các bạn là Liverpool là kiểu
12 năm cho bên phía Tinot và vừa xong exit xếp cho mình khẩu CZ75, nhưng mà Liverpool là hơi phò nhá. Liverpool hàng phòng thủ hơi phò, nhưng Liverpool lại có nhưng mà Liverpool lại kiểu là thua những đội yếu lại ăn đội mạnh ấy. Này đừng bảo Liverpool ăn thì đá cái L gì. Ông nhớ trận vòng trong cái vòng của Premier League không? Mà Liverpool ăn Man City 4-3 đấy. 4-3 hay 5-3 ấy nhỉ? Liverpool bây giờ đá pressing rồi nên là mình nghĩ là khả năng cao Liverpool ăn được Man City, nhưng mà hàng phòng thủ của Liverpool thì đang như cái lồn. Nói thật là hàng phòng thủ đang như cái lồn. Cái trận mà Liverpool ăn được Man City thì mình nhớ là ngay khi mà tiền đạo Liverpool làm được bao nhiêu thì mấy ông hậu vệ phá bấy nhiêu. Đấy. Sự xuất sắc của tiền đạo thì thường tỷ lệ nghịch với sự xuất sắc của hậu vệ. Liverpool đá thường hay như thế, cả Arsenal nữa. Hàng công của Arsenal và Liverpool lúc nào cũng mạnh, nhưng mà cái hàng thủ thì thôi, không có gì mà đang học sinh lớp 5. Bây giờ đối thủ lại còn là Man City. Vâng, bây giờ quay trở lại với trận đấu CSGO và chúng ta thấy thời điểm hiện tại đã có 1 phút rồi, có vẻ như bên phía Tinot họ sẽ đánh bại cục bóng xe B. Ở Long B bây giờ đang là 3 thành viên bên phía Tinot, vậy là di chuyển bóng xe B, MSL sẽ là người tanh đầu tiên. Trong khi đó thì IG tanh vào ngay lập tức thì Exit có 11 mạng double kill với MSL, tình huống spray control. Bây giờ triple kill MSL, Van Đề kết thúc Guardian. Lại một round đấu mà dài nhất là 1 phút 20 giây, 13 năm và chúng ta đến với round full buy đầu tiên ở hiệp thi đấu thứ 2. Chờ xem liệu Fakeland có một phép màu để có giúp cho họ comeback trận đấu này không, khi mà khoảng cách giữa hai team thời điểm hiện tại là 8 round rồi. Và chúng ta nhìn thấy một tình huống mà vị trí MSL tanh cùng bóng xe B. Tùng nói đi ăn thịt chó không anh ơi, hôm trước em thèm thịt chó và em phải đi ăn giả cầy đây. Đồ má đời này thèm thịt chó toàn phải đi ăn giả cầy ạ. À. Mỗi lần mấy thằng bạn rủ đi ăn thịt chó là mình lại ngậm ngùi ra một quán bún giả cầy, mình gọi một bát bún giả cầy 50. Vâng, bây giờ đã có một smoke được ném vào khu vực xe B. Bây giờ Nico sẽ làm gì đây? Vẫn đang ở tô xích, đó là Nico. Exit sẽ là người kê lại, và Exit bây giờ cũng nằm xuống rồi. Bom xe B hoàn toàn clear các thành viên bên phía Team Not, khi mà cả ba người của Fakeland họ đều chết chay trong bom B. Kazabai có những double kill nhưng chỉ mất có 89 máu để đổi được hai thành viên bên phía Team Fakeland, đó là Nico cùng với đó là Exit. Guardian cùng với Rain lại sẽ là hai người retake về, và C4 được đặt cho các thành viên bên phía của Team Not rồi. Có vẻ như hai người còn lại của Fakeland sẽ xếp ra full buy đầu tiên ở hiệp thi đấu thứ hai, và họ cũng để thua trong vòng 30 giây đầu tiên. Bây giờ thì Guardian có trên mạng MSL. Liên tục là những cái round đấu mà bên phía của team Fakeland để cho đối phương tràn vào bom trong vòng 30 giây. Chuyển đổi mình được mạng Van Đe, có vẻ các thành viên bên phía của team nó đang muốn đi săn đuổi Fakeland rồi. Guardian khá tỉnh khi mà di chuyển ra sau quả smoke xa hơn. Ui! Lộn thế! Ui! Ông này xếp kill thì kinh anh em ạ! Ui! Kinh! Phải nói là kinh hơi đều luôn! Kinh sật! Ui! Không mình đá bóng thì mình xem qua thôi, mình không chuyên sâu lắm. Đấy. Bây giờ thì sao đây? Vừa xong thì đó là Matt lại bị Guardian. Có vẻ như về kinh nghiệm thì Guardian vẫn đang là người có kinh nghiệm hơn. Khi mà Guardian chưa phát hiện ra Matt thì đó là một tình huống warbang và Matt chỉ có 19 máu thôi. Bây giờ Nico đang là người bắn trong bóng B. Liệu Exit có một tình huống bắt bài nữa hay không đây? Chúng ta vẫn đang chờ Exit. Sau một pha mà Exit di chuyển bò xuyên smoke, kết thúc được cho mình mạng LSL, MSL khá là bất ngờ. Bên lửa được bò ném vào trong bom sai B. Và bây giờ các thành viên bên phía team Not họ đang tràn vào B. Exit có được một mạng MSL nhưng IG và Van Đề lần lượt có được Carrigan và Exit. Nico đổi được Kazabai và đó là 3 vết 3. Bây giờ Nico nằm xuống với IG rồi. 2 vết 3, cơ hội nào các thành viên bên phía của team Fakeland khi mà còn Guardian và Rain. Nhưng mà Rain có một mạng. Rain bây giờ Rain thì có tham mình lỗi. Rain nằm xuống với Van Đề. Guardian thì no hope là cái chắc. Vâng, Guardian mà clutch được round này thì chắc là ngày mai tôi mua cái gì đấy tặng quà sinh nhật Bowman, hơi bị đắt tiền luôn. Nếu mà bây giờ Guardian clutch được nha anh em, chúng ta chờ xem liệu Guardian sẽ làm gì đây. Mà ngay lập tức thì Van Đe hạ cho mình được mạng của Guardian, và đó là 15 năm cho bên phía ở Team North. 15 năm rồi. Round thứ 21 của trận đấu, có lẽ trận đấu này under. Có anh em nào chưa biết thì hôm nay sinh nhật Bowman nhá. Anh em hãy vào tường Bowman để chúc mừng sinh nhật cho anh ấy đi. Ngày sinh nhật mà không có người yêu cũng buồn lắm.
các bạn nhớ vào chúc anh Bom gì, chúc là anh Bom ơi, chúc anh sớm có người yêu nhé, from Tăng Tin Viết Lớp, nhớ nhé. Bây giờ Rain lại một tình huống đẩy vực Long A, nhưng tôi chắc chắn là Rain bị bắt bài rồi. Kazabai cùng với MSL đều đã kê sẵn vị trí Rain rồi. Úi dồi ôi. Bắn ốp. À, không phải bắn ốp, bắn khẩu gì, bắn đúng chỗ, đúng hai viên luôn. Bây giờ thì MSL gõ cùng cho mình mạng. Exit Rain là người nằm xuống ở bóng A rồi. 2v5 vào round cuối cùng hiệp thi đấu thứ hai. Nico ảo cho mình được mạng IG, nhưng cơ hội nào cho Nico đây? Ngay lập tức thì Mad kết thúc cho mình được mạng Nico, và đó là 1v4 đến từ Karigan với khẩu Pharmat. Không có kit, không bom, Mad lại kê thẳng shot ra. Chúng ta chờ xem, chắc là một viên, và đó là Mad. Mad có mình chip bộ kiểu round đấu cuối cùng. Vậy là trận đấu giữa Faker Land cùng với Not ở lượt Pro 2 này đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 cho cả Faker Land lẫn Not. Ở map thi đấu đầu tiên thì bên phía thì Faker Land họ đã xuất sắc giành chiến thắng trước Not với tỷ số 16-7 ở map trên. Trong khi đó thì map thi đấu thứ hai có vẻ các thành viên bên phía từ Not họ tỉnh táo hơn khi mà họ đã vượt qua đội tuyển Faker Land với tỷ số 16-5. Chaos indeed, yes. Và có lẽ là